Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu giữa Quang Thiện và Hiếu Nghiên tranh vào chung kết. Đây là trận bán kết đầu tiên. Trận đấu tranh vào chung kết của cả hai cầu thủ. Trận bán kết bên tiếp theo kia sẽ là trận bán kết giữa Cường Trần và một trong hai cầu thủ Mạnh Xuân hoặc Quang Bắc Giang. Anh không có nhưng anh để shop. Có anh để nhà. Hỏi bạn ai đây tạm đi. Rồi, trận đấu đang tạm dừng do cầu thủ Hiếu Nghiên đang đi kiếm lơ. Đây là trận bán kết 1. Trận bán kết 1 giữa hai cầu thủ, một cầu thủ A và một cầu thủ B. Thưa các bạn, chuyên nghiệp thì bị loại hết rồi. Hiện giờ còn một cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất, đó là Mạnh Xuân đang đấu với cầu thủ Quang Bắc Giang. Để vào trận bán kết này thì Hiếu Nghiên vừa có một chiến thắng, giành chiến thắng trước cầu thủ Nguyễn Thành Nam. Tiến Minh, bán kết 2 là trận bán kết giữa hai cầu thủ ai nhỉ? Bán kết 2 Cường Trần. Vâng, thưa các bạn, Cường Trần một gương mặt bia mới nổi. Cường Trần gặp một trong hai cầu thủ Mạnh Xuân hoặc là Quang Bắc Giang. Xin chào Phúc Dương. Thứ hai này chắc anh về Thái Bình. Quang Thiện vừa có chiến thắng trước Hoàng Phú Thọ bạn ạ. Đây chắc chắn sẽ là một con chạy đạn tiếp theo. Nhẹ nhàng đẩy con 2 một bằng, con cái một bằng, lấp vào đít 3. Phong cách của Quang Thiện. Đây
Ồ, quên mất trận bán kết bên kia là Bắc Đàm. Vâng, Bắc Đàm. Wow. Thưa các bạn, hai cầu thủ Puncic có mặt trong bán kết. Vâng, có lẽ nào à, không phải. Bắc Đàm vừa giành chiến thắng Thiện Đương thì Bắc Đàm vào kia rồi. Cường Trần, ồ, thưa các bạn. Chờ một chút rồi xem nào. Vâng, thành thật xin lỗi các bạn, đây mới là tứ kết thôi ạ. Còn Bắc Đàm mới là người vào bán kết rồi ạ. Vâng, xin lỗi các bạn, đây mới là tứ kết thôi, còn bán kết thì Bắc Đàm đang đợi Mạnh Xuân hoặc Quang. Bắc Đàm đang đợi Mạnh Xuân hoặc là Cường Trần thì Cường. Wow, thưa các bạn, hai người Puncic đang đợi ở hai trận bán kết, đó là Bắc Đàm và Cường Trần, và đây là hai trận, một trong hai trận tứ kết còn lại. Quang Thiện đang đấu với Hiếu Hương Yên, và bên kia thì Mạnh Xuân đang đấu với Quang Bắc Giang. À, đúng rồi ạ, Thiện chấp 7.1. Dạ anh Đinh khách ơi. Dạ vâng anh trai. Dạ vâng anh khách. Dạ. Dạ vâng, có máy móng anh. Vâng, anh thích dùng cái máy đó. Dạ, ok, thì có gì đấy này, hôm qua em đang làm cái giải bên dạ, xong anh sẽ alo lại. Anh sẽ alo lại anh vào ngày mai. Cái mệt có ngủ tí không? Dạ, vâng, ok. Ngủ thôi. Lúc ấy chứ ngủ nhỉ, mệt vâng. Hôm qua thức ở đêm không? Ờ, mấy hôm nay. Phải nửa tháng nay rồi em chỉ ngủ ngày 3 tiếng thôi. Mà vẫn béo. Ngọt, ngọt giọng ấy. Ngọt giọng ấy. Ngọt hơn không? Ngọt hơn hẳn luôn. Anh Tuấn đi chiến đấu ở đâu đây? Về câu lạc bộ đánh không? Anh Tuấn ấy. Tuấn đánh trong kia gì? Vâng, chuyên nghiệp thì tạm nghỉ các bạn ạ. Giờ chỉ còn hạng A, hạng B và hạng C. Vâng, đây là giải đấu hạng A, B, C chứ không phải giải đấu chuyên nghiệp. Và nên chuyên nghiệp về sớm. Vâng, một cầu thủ đang được rất nhiều người theo dõi, đó là Hiếu Hưng Yên. Một cầu thủ mà đánh độ thì chỉ cần cho con số. Yeah.
Vâng. Dọn được mấy ván? Đánh cả 6 với 2 thằng thần kia may hạt. Đánh cả 6. Ồ, xin chào Đặng Nguyễn. Đặng Nguyễn đợi một chút rồi cổ vũ cho Cường Trần đánh bán kết. Vâng, anh em chờ, anh em cũng thích chờ kết quả. Vâng. À, thực tế thì đây đang diễn ra là giải nghiệp dư là một. Hai nữa nó không chỉ là giải nghiệp dư mà nó là giải nghiệp dư của Puncheck thì phải. Vào đến đây thì đang có hai ông Puncheck đang đợi ở bán kết rồi. Một là ông Cường Trần, hai là ông Bắc Đàm. Vâng, hai ông đang vào đến tận bán kết rồi. Anh em Puncheck đâu rồi nhỉ? Xin chào Lê Chính. Bạn có vẻ hôm nay rảnh cả ngày hay sao vậy? Cứ vào thấy xem live stream suốt. Gia Bảo, à, thiên pháp thì hôm nay để thua rất đáng tiếc, cơ thủ Quang đến từ Bắc Giang. Đúng rồi, giải này mà ông Thanh đánh Nghệ An đánh nốt thì chắc chắn luôn bán kết của Puncheck, bốn ông Puncheck vào bán kết. Thì lần sau thì Puncheck chỉ cần hô một tiếng lên thì cái tên giải sẽ đổi thành giải Puncheck chứ không còn là giải chuyên nghiệp hay nghiệp dư gì nữa. Xin chào chị Tùng. Giờ này vẫn phong độ xinh gái chứ hả Duy Tùng. Ờ, xin cảm ơn Phúc Dương. Vãi ông Cường Trần, ông Cường Trần ông ấy đang đứng đấy mà ông vẫn cứ phải vào xem live stream. Kiểu như điện thoại không dùng thì nó hỏng mất hay sao? Vâng, cơ hội rất lớn cho Puncheck. Đùi á, mất công từ sờ đùi sờ lên đùi trên luôn. Sờ đùi.
Hay thật. Sinh ra trong gia đình có điều kiện nó cũng lấy thôi, ra đời nó cũng thế thôi. Gia đình có điều kiện anh cười với nhà, anh lấy được số chưa? Chưa, chưa. Thất bại của đời em, lấy được giá chưa? Bạn Quang yếu tôi đi anh ơi. Vâng, để tôi đang tìm cái nút này ở đâu để ấn cho nó nhanh. Có lửa không? Không, cái này có mấy lửa không? Có mấy lửa không? 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, thưa, vẫn là đứng im. Quang thiện này nhất đi. Quang thiện nhất hộ tôi cái. Cô máy vừa xong đi 3 chút rồi, tôi quá hay thì các bạn. Tỷ số là 2-1 cho Hiếu Thiên Nhiên. Phá cũng ra gì đấy thưa các bạn. Sơn Hoàng Phú Thọ thì vừa bị thua Quang Thiện rồi, không có mặt ở trong trận tứ kết, bị thua 1-16. Thank you.
Xin chào Đức Anh. Bán kết 2 hiện giờ ở đâu? Chưa bán kết 2 đâu, đây đang là tứ kết Đức Anh ạ. Lúc nãy viết nhầm. Vâng, hai ông đợi ở bán kết đó là ông Bắc Đàm với lại ông Cường Trần đợi ở hai đầu nhánh. Vâng, đây là một trận tứ kết nữa này. Trận này mà ai mà thắng thì sẽ vào gặp Bắc Đàm. Còn trận trận này ai mà thắng thì gặp Cường Trần. Trận này ai mà thắng thì gặp Cường Trần ở bán kết. Còn trận Mạnh Xuân và Quang Bắc Giang, ai mà thắng thì sẽ gặp Bắc Đàm. Vâng, cửa vô địch của vào đến đây thì tôi nhận thấy cái cửa vô địch cực lớn của Bắc Đàm. Cực sáng luôn. Cơ hội cho Quang Thiện. Bắc Đàm lên A rồi. A cộng luôn. Là quá hay. Hoàng Dương, Kiên Pháp vừa có trận thua trước cầu thủ Quang của Bắc Giang. Xuyên nữa thì để cho cái lắp đít con 6. Tuy nhiên là hơi thiếu cắm một tí của Quang Thiện. Rồi, đánh đường đây là rủi ro. Đúng rồi, chính xác. Vâng, rất là hay. Tỷ số là 2 đều. Đánh giải này thì 20 củ chắc luôn. Đầu tư 5 lít lãi 19 củ 500. Rất là thoát tay. Tình huống duy nhất của bàn đấu này là con 5 và con 6. Có vẻ như hết đường riêng.
một cơn đường riêng thì chả còn gì để đánh nữa. Và một cú rút 3 bằng. Trời mạnh rồi. Chơi cái gì vậy? Năm đường riêng rồi, nhìn điều như vậy là thấy chắc là năm đường riêng luôn rồi. Điều trô mà cứ như đặt luôn. Tiếp tục một cú trô nữa, một bằng, lắp đi con 9. Hơi ảo của Hiếu Nhiên. Mấy trận nữa phải kết đây. Xin chào Phùng Tùng. Hai trận nữa. Hai trận nữa bán kết rồi. Đây tứ kết. Chào Andy Nguyễn. Hiếu Trung Đào, Huy Black thì nãy bị thua rồi bạn ơi. Huy Black bị thua Mạnh Xuân. Ôi giời, hình đẹp. Còn một cái cân một phát thì xong luôn. Quá tìm tay. Thank you.
thông minh thôi các bạn. Mượn con 8 để giữ con cái. Còn trên bàn bây giờ chỉ còn có 7, 8 và 9. Một cú trô, trô phát về giữa bàn. Giết như ô tô. Wow. Thở ra một tí. Rồi bây giờ thì đơn giản rồi, một cú đẩy 2 băng áp phía bên trái. Quan điểm quyết định kéo luôn cho các bạn. Hay quá, quá chính xác luôn. Tỷ số là 3 đều cho con tiếp. Xin chào Nguyễn Đức Dương. Nguyễn Đức Dương, ông chủ của Z Relax Club. Vâng, vậy bảo hẹn giải sau. Bạn Kiên thua đi. Đi chạy đạn nhỉ, chưa hiểu được. Tập trung quá, tập trung vào con cái mà quên xử mấy con ăn. Để ý không? Như con bi mà mọi người hay để tập trung con cái. Tôi lấy trưởng bí chung con cái thì điều ra con sau mà. Đúng rồi, chỉ cái kiểu cứ tập trung vào con cái xong rồi mắt mình quên tập trung con ăn. Mặt luôn ở trong cả lễ trao giải chứ không nói chuyện là trận chung kết nữa. Đúng. 161 anh em vừa được cú đánh quá hay, Trường Bá Tùng hay thật. Thank you.
Rất là buồn ngủ và người xem rất là buồn ngủ rồi. Trận bán kết này từ số bao nhiêu? 43 vẫn thế. Lên 16 rồi đấy. À Hiếu nghe lên. À vừa 3 đều xong 43. Quả nhiên là hạng A và hạng B đánh khác hẳn chuyên nghiệp. Chứng tỏ là cũng có sự khác nhau thật chứ, phải không mọi người? Không phải là A với B chuyên nghiệp là như nhau hết cả đâu, ngay từ trong cả cách dọn bàn cũng như là hiệu quả chơi. A và B và chuyên nghiệp cũng khác nhau rất là rõ rệt. Rất là cái khoảng nó rất là lớn, khác với chuyên nghiệp ở cái chỗ thì chuyên nghiệp thì rất là chi li và đâu ra đấy. A và B thì chuyên nghiệp cũng có vẻ là hết ván, nhưng mà cái hết ván của A và B cảm giác nó đầy rủi ro, không như chuyên nghiệp hết là hết chứ không có chuyện là lủng la lủng liểng.
cơ, mà trên cũng đẹp, gần thẳng cũng đẹp. À, con này sẽ là một tình huống cần phải tính toán đấy ạ. À, mà trong này má ngoài con 6. À, rất là kỹ càng, nếu không kỹ trong tình huống này rất dễ hỏng cả ván đấu, chứ chưa nói đi cái chuyện là đó. Để mà cẩn thận thì lấy hẳn má ngoài để đẩy một băng con 6 qua khe 89 để điều con 8. Rất là may ra được cái má cu lê rồi. Quang Thiện quyết định ép qua đầu con 9, cũng là một phương án hay. Vâng. Ở trình độ 2 ông này thì chắc chỉ ngang ông Bùi Thắng ở Nam Định thôi, cũng chẳng hơn được. Tỷ số là 5-3. Dù sao thì cũng sắp hết rồi mọi người, cố lên. Mọi người xem và cổ vũ, cũng cố lên, cũng sắp hết rồi. Chưa bao giờ mấy người nghe tiếp không? Tranh 2 trở lại. Dọn anh, 5-3. Vâng, xin chào Bùi Thắng. Cứ đợi anh ở Nam Định. À, Đàm Lượng Tuấn Hà Tĩnh thì bị thua từ hôm qua mất rồi bạn. Vâng, sau trận này sẽ chỉ còn 2 loạt đấu nữa, bán kết và chung kết nữa thôi. Mọi người cố lên. À, và sau cái phần live stream phát trực tiếp của giải này thì tới đây thì Magic Blast Shop sẽ làm những cái clip trực tiếp và live stream trực tiếp những cái sinh hoạt hàng ngày tại Magic Blast Shop, cũng như là các cái bài hướng dẫn kỹ năng của chính tôi tại, cũng như là những cái bài tập và tập để cải thiện kỹ năng. Và trong phạm vi những cái bài tập đấy thì các bạn có cái nhu cầu gì về kỹ năng, hỏi về kiến thức thì ba thì cứ hỏi ạ, tôi sẽ giải đáp hết các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn. À, Quang Thiện sút tê đừng hỏi luôn. À, hiện giờ thì đang còn Mạnh Xuân đang đánh ván cuối cùng của trận tứ kết. Kia là một cơ thủ của Punchik và đang chờ đối thủ của mình để đánh bán kết. Trong một giải đấu mà có đến 3 ông Punchik vào bán kết thì thật là vãi chưởng. Chuyên nghiệp thì hiện giờ đang còn duy nhất một người, đó là Mạnh Xuân thôi ạ. Và Mạnh Xuân đang thi đấu chạy bì với bạn Quang đến từ Bắc Giang. À,
Thiện Bắc Cạn thì vừa lúc nãy để trận thua rất đáng tiếc trước các Bắc Đảng khi chỉ còn 6-8-9 thì Thiện Bắc Cạn chết cái. Hiếu Anh Yên tự bắt đuôi quá hay. Bây giờ sẽ là một cú A bằng qua khe 7-9 để trúng con 5. Trúng 4 rồi, trúng 4 rồi thưa các bạn. Nhưng mà là trúng sau. Rất lớn cho Quang Thiện đặt một chân lên chiến thắng và bước một chân phải vào bán kết, còn chân trái thì chuẩn bị nhấc lên. Trung Lạng Sơn thì có đánh được lại nhưng mà rất tiếc thì Trung Lạng Sơn đã để thua mất rồi. Rồi chỉ còn 3 bi nữa thôi. Chỉ còn 2 bi nữa thôi. Vâng, bi em ơi. Quan trận, Quan Thiện đã suýt đặt một chân vào trận bán kết rồi. Chỉ còn một chân nữa thôi, không biết là Quan Thiện có bước nốt được vào không. 6-3. Trận bán kết nếu mà sẽ diễn ra tiếp theo thì sẽ giữa hai cơ thủ đó là Cường Trần và một người thắng ở trận này. Rất là uy lực, con một luôn tung toang lên tận trên đỗ 10. 6-3. Vâng, xin chào Đỗ Công Nguyên. Vâng, xin chào Mạnh Xuân và chúc Mạnh Xuân may mắn lần sau. Mạnh Xuân thua còn 7-8-9, quánh trượt 7. Vâng, chúc Mạnh Xuân may mắn lần sau. Và trận bán kết tiếp theo sẽ diễn ra giữa Hoàng Bắc Giang. Hoàng Bắc Giang sẽ gặp hình như là Bắc Đàm, một ông hạng B và một ông hạng C. Chán cái ông Mạnh Xuân, còn có 7-8-9, quánh trượt còn 7, rất là vô duyên. Hai trận bán kết này sau trận đấu này sẽ diễn ra trên hai bàn livestream trực tiếp này luôn cho các bạn. Vâng, các bạn hãy cố lên. Thank you.
Vâng, còn có 3 bi thôi. 7, 8, 9 thì Mạnh Xuân lại đánh trượt con 7. Cũng không phải là khó lắm. Tuy nhiên thì không hiểu vì sao Mạnh Xuân lại đánh trượt. À, ok, bạn Chu Hải Quân. Bạn chỉ việc chuẩn bị tiền thôi. Đồ thì sẵn hết rồi. À, bán kết thì có Bắc Đàm và Quang Bắc Giang. Còn bán kết bên này thì là người thắng của trận này và Cường Trần. À, Cường Trần không chơi gọi đội đấy nha. Không chơi gọi đội đâu. Anh Bia lại gọi cả đội lên chơi kiểu gì. Vâng, đây là giải nội bộ của Kunchik. Rút luôn. À. Hay quá bạn ơi. Cường Trần gọi cả đội PC lên vãi trưởng. Vâng, xin chúc mừng Quang Thiện. Vâng, chỉ còn con 9 nữa thôi là Quang Thiện sẽ bước chân vào trận bán kết. Và đây là tôi ghi sẵn hai trận bán kết rồi. Cường Trần gặp Quang Thiện. À, một trận bán kết kia là Bắc Đàm gặp Quang Bắc Giang. Vâng, một giải đấu toàn Hà Nội mà ba ông Pulchik lại vào đến bán kết. Thật sự luôn, Pulchik là một cái đội quá mạnh. Vâng, Pulchik vừa đánh cái mà lại lôi cả đội lên được cổ vũ nữa. Không chơi được với Pulchik rồi. Vâng, xin cảm ơn 200 anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong vòng khoảng 15 phút tiếp theo. Trận đấu bán kết. Vâng, hai trận đấu bán kết giữa Bắc Đàm và Quang Bắc Giang. Trận bán kết kia sẽ diễn ra giữa Cường Trần và Quang Thiện. Vâng ạ, trận giải đấu nội bộ của Pulchik và Quang Bắc Giang là khách mời. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại khoảng 15 phút nữa. Giải này là giải nội bộ Pulchik đúng không? Ông Quang là khách mời à? Quang Bắc Giang là khách mời.